Xin chào các bạn, trên tay mình đây là dòng sản phẩm công tắc hẹn giờ bật tắt luân phiên Homematic TCS11. Hộp công tắc này có kích thước nhỏ gọn, được sử dụng trong các ứng dụng như tắt mở van từ tưới cây tự động, máy bơm oxy bể hồ cá, máy ấp trứng, các động cơ công suất thấp, đèn hành lang, sân vườn, quá trình tắt mở được lặp đi lặp lại liên tục với khoảng thời gian on-off đã cài đặt. Hai cạnh hai bên của hộp công tắc là hai dây nguồn vào và hai dây ra tải, cạnh dưới là hai nút điều chỉnh cài đặt hẹn giờ bật tắt. Sau đây mình sẽ tiến hành đầu nối và test chức năng của sản phẩm. Đầu tiên ta cần dùng bút thử điện xác định dây nóng và dây nguội. Nếu đèn bút thử điện sáng thì đó là dây nóng. Sau đó, ngắt cầu giao điện và tiến hành đầu nối theo sơ đồ đầu nối trong hướng dẫn của sản phẩm. Hướng dẫn cài đặt, ở đây mình cài đặt thời gian bật tắt luân phiên là 2 giây, ấn giữ nút timer on đến khi đèn nháy, chờ 2 giây và ấn lại một lần nữa để cài đặt thời gian bật. Tương tự, ta cài đặt thời gian tắt với nút timer off.